cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của em nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh của em. Video này sẽ là một cái video chấn động nha cả nhà ơi. Toàn là mã VIP, mã 158 nè, rồi mã Đài Loan nè, và những cái mã chớp rất là đẹp luôn. Đặc biệt video ngày hôm nay em sẽ có một cái chớp rất là nổi tiếng luôn. Anh chị mình muốn biết thì nếu như mà em nói cái tên ra, anh chị mình có thể search trên Facebook, cả nhà sẽ biết là cái giá cả của nó như thế nào. Và nó rất 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 là đẹp luôn. Mở đầu video ngày hôm nay, em có một cái cây này khách vừa nở lại quá cháy luôn. Cả nhà xem chậu hoa mẫu giùm em nha, rất là cháy. Cái lưỡi của nó đỏ sậm và rất là đẹp, nhìn rất là ma mị luôn cả nhà nha. Nhưng mà cây này là một cái cây bình dân, rất là dễ chơi. Hàng nhà em bán là hàng F1, cây rất là cao, rất là to. Để mà cả nhà tìm được một cái mã này trên thị trường mà tìm được thân lá cao to đẹp như thế này thì phải nói là một sự rất là khó khăn. Trên thị trường sẽ có rất là nhiều, nhưng mà hàng kiểu như là F2, F3, F4 và thân lá nó rất là nhỏ, nó không được như F1. Kể cho cả nhà nghe cái này, đây là một cái cây trong quá trình em bán lan ở thời gian đầu tiên. Đây là cái cây màu đỏ em bán chạy nhất. Và em là rất rất là thích cây này, cho nên là em giữ này chắc phải tầm 7-8 năm rồi cả nhà. 7-8 năm rồi thì cả nhà nghĩ em nuôi cái này nó bao lâu rồi. Và cây này là một cây nở rất là đạt luôn nha cả nhà. Em có một chậu mã 610, tất cả là nguyên zin, 5 lá, ơi 7 5 lá nhưng mà dính một nhát cắt nha cả nhà. Còn lại tất cả là nguyên zin, thân lá to và rực lực như thế này. Nguyên chậu này em chia sẻ với cả nhà là 850.000 bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm mã 610 chốt nhanh giùm em nha. Lên đúng một chậu F1 thôi nha cả nhà. Hàng nhà em bán là hàng bao chuẩn F1, thân lá bao to và bao lực. Chậu này là chậu 21 mà cả nhà nghĩ đi, thân lá nó gần đụng móc chậu 21 là cả nhà biết nó sẽ to như thế nào. Cho nên nếu như mà anh chị nào thích cây này thì có thể chốt cây này, mà anh chị mình không thích thì có thể hoan hỷ bỏ qua. Bởi vì những cái lần trước em bán cây lá thân nhỏ là em đã bán 502 lá rồi. Rất là bé mà 502 lá này nguyên chậu em bán cho cả nhà về chơi chậu tác phẩm nha. Mình thích thì về mình bấm tách âm giùm em nha cả nhà. Bởi vì những cái mắt sau này nó sưng hết rồi. Thế là cả nhà được một chậu vài hướng thôi. Cây này rất là lực, cả nhà cứ tách âm tẹt ra cho em nó sẽ lên rất là nhiều. Đằng kia em có một chậu cả nhà, em tách âm 3 hướng bây giờ nó lên bú lô xua luôn. Nhìn rất là đã và rất là đẹp luôn. 610, 850.000 bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm chốt nhanh giùm em nha. Mặt bông màu đỏ, lưỡi màu đỏ sậm. Những cái cây khác á cả nhà, mặt bông màu đỏ, lưỡi nó chỉ đỏ đậm hơn cái cánh một tí xíu thôi. Nhưng đối với cây này, mặt bông màu đỏ, lưỡi nó sậm đét, sậm đơ luôn cả nhà. Đã lắm. Rồi em có một lá 40 quận 6, hoặc là cả nhà có thể chốt 40 đỏ giùm em. Nó có hai tên, cả nhà gọi nào cũng được. Cái này chiều cao của nó hơn 20, lá đầu nha cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà là 850.000. Và anh chị mình chốt thì em sẽ gửi chậu em gửi. Bởi này em mới lách nè cả nhà. Em mới lách ngày hôm qua luôn, em vô chậu đó. 850.000. Thiệt bực ghê á. Nó cà lắc cà lơ. Hồi nãy em làm cái video rồi mà do dung lượng điện thoại em nó đầy á cả nhà. Em tắt đi em làm lại. Nãy giờ em vờn nó lung lay rồi. Gỡ ra luôn, bực bội quá. Đây, chiều cao của nó hơn 20. 850.000 một lá đầu 40 quận 6 hoặc là 40 đỏ, cả nhà chốt giùm em. Em chỉ còn duy nhất hướng lá đầu thôi. Đây là một cái cây rất là nổi tiếng trên thị trường. Nói về dòng 40 thì người ta sẽ nghĩ đầu tiên 40 đỏ nè, 40 Lê Thị Riêng nè, 40 Vũng Tàu nè, 40 Đồ Mai Sơn hay là 40 Vĩnh Cửu. Những cái cây đó em có bán hết á, nhưng mà video này hôm nay em chỉ lên 40 đỏ cho cả nhà sưu tầm thôi. Thích lắm cả nhà, những cái này thích lắm. Anh chị nào mà có xuất 40 đỏ hay những cái dòng 40 đó in thì có thể inbox cho em. Em với cả nhà sẽ bàn bạc, nếu mà giá cả em thu vào em cảm thấy em có lời, em bán ra em có lời thì em sẽ xin thu nha. Đó, và cả nhà cứ đăng ký kênh YouTube của em đi. Sắp tới đây em về một cái lô hàng nói chung là chấn động như chưa bao giờ chấn động luôn cả nhà. Tuy là hàng sưu tầm á, giá nhập rất là cao nhưng mà lời nó cũng vậy thôi cả nhà. Em cũng bật mí cho cả nhà luôn, một cây tem em lấy chỉ chừng trăm mấy thôi, nhưng mà em lời cũng tầm đó. Còn đối với một cái hướng sưu tầm á, có khi lấy 1-2 triệu, vài triệu cũng có bình thường, cũng là lời như đó. Cho nên là buôn bán cái hàng sưu tầm vốn rất là nặng. Nhưng mà không sao, tình cảm cả nhà dành cho em thì không lẽ mà em không có bỏ cái vốn ra được để em buôn bán cái kiểu đó, đúng không cả nhà? Và nói chung á, quan trọng ở đây á, thì em biết là tất cả khách hàng của em là rất là tâm huyết với cái bộ môn cách lây da này. Cho nên cả nhà yên tâm đi. Nói chung là mình cố gắng mình chăm nó, mình chăm sóc nó, rồi mình cho nó ăn nước, ăn phân. Cây nó không có phụ mình đâu cả nhà. Nói chung là cái hậu nó sẽ tới. Thứ nhất là biết đâu cả nhà chăm như vậy cây nó sẽ rất là tốt. Cái thứ hai thì nó sẽ chặt cao cả nhà, rất là nhanh ngắm bông nha. Đâu nó cũng vô đó thôi cả nhà. Dần dần thì mình sẽ nhận được một cái hậu thôi. Mình chăm cây thì cây sẽ cho bất cứ cây gì cũng vậy á cả nhà. Mình chăm cây thì rốt cuộc nó cũng sẽ cho mình cái kết quả tốt hơn. 40 quận 6. Rồi, lên cho cả nhà một hướng Wood 2 VIP
chốt nhanh giùm em, hướng này giá cao, em xin phép không báo giá nha. Em có một cái hướng quýt 2 VIP, hướng này là hướng hoa cầm tay luôn, cho nên anh chị mình yên tâm công tác. Em cắt đi và em trồng lại nè cả nhà. Nói em cắt đi trồng lại là không đúng luôn. Cái này là tía em trồng chứ không phải là em trồng. Lúc trước là em không có xuất cả nhà, tại vì em chỉ có một hướng 2 lá thôi, còn ít lắm, em thích thì em để em chơi và em để nhân giống từ từ sau này để em chia đều ra hết cho tất cả khách hàng của em. Nhưng hôm nay vừa em mới vừa mua thêm được một lá kèm một măng thì em đã có giống và tiếp tục em xuất cái này cho cả nhà. Đây là một cái cây quýt 2 trên thị trường rất là ít, màu rất là cháy, khuôn bông rất là độc, đẹp lạ luôn cả nhà. Ít ai bán lắm cả nhà nha. Cái này thì giá nó sẽ cao, anh chị nào gu thẩm mỹ cao, gu thích những cái màu sặc sỡ, cả nhà xem cái lưỡi của nó cháy không? Bá cháy bộ chét luôn cả nhà. Rất là đặc biệt nha. Và nói chung cây này là một cái cây cam lưỡi đỏ, nhưng mà cái lưỡi của nó sậm lắm. Nó sậm lắm chứ không phải sậm theo kiểu bình thường. Và cái lưỡi của nó cả nhà thấy không, hai con mắt của nó kinh khủng khiếp, ăn tiền ở cái lưỡi và hai con mắt nha cả nhà. Và cây này rất là xiên bông luôn. Anh chị nào thích chơi hàng sưu tầm mà còn đang lăn tăn về cái dục, ừ chơi hướng nó lâu bông lắm em ơi, nó cực kỳ lâu bông, cho nên anh nản chị nản không có. Nếu như mà anh chị mình nản thì hãy bỏ tiền ra mua cái cây quýt 2 này cho em nha. Quýt 2 em chia hướng 2 lá, cái này là hơn 2 triệu, hơn 2 triệu luôn nha cả nhà. Nhưng mà hơn 2 triệu rất là cao chứ không phải 2 triệu thấp. À, em báo đinh ninh vậy cho cả nhà mình cùng tham khảo. Còn anh chị mình cứ vào tham khảo thoải mái, thuận mua vừa bán, cảm thấy vừa túi tiền vừa kinh tế, mình có thể chốt sở hữu về. Sau này những anh chị nào dư giả những cái này, alo cho em trước, nhớ tới em trước nha. Tại vì em là cái người xuất thì cả nhà phải nhớ tới em trước, đúng không? Đó, chia lại cho em. Anh chị mình thích sưu tầm cái mã này, có những vị khách mua cây ở vườn em gửi từ trước Tết tới giờ, bây giờ em đang mua dần lại từ từ luôn cả nhà. Có nghĩa trước Tết mua 2 triệu đúng không? Trước Tết em mua cái hướng, em bán cái hướng đó 2,5 triệu, bây giờ em mua lại 3 triệu. Thật sự có những anh chị đang gửi cây ở vườn em những cái mã rất là VIP luôn, trước Tết em bán 2,5 triệu 2 lá, bây giờ em mua lại 3 triệu, em đang mua lại dần dần luôn cả nhà. Tại vì những cái mặt hàng đó em tìm không được thì em mua lại, đó là nhu cầu của em. Đó, anh chị mình thích sưu tầm cái hướng này thì anh chị chốt nhanh giùm em nha. VIP đẹp lắm, và mua cây bên em anh chị yên tâm đi, sau này anh chị nhiều thì anh chị sẽ có cái đầu ra nữa nha. Đó là cái mã quýt 2 VIP. Có một mã 158 vừa rồi nở tại vườn em và đang làm mưa làm gió luôn, hướng 3 lá zin kèm một măng và dính một nhát cắt nha cả nhà. Nói chung dòng 158 là sẽ cao hết đó cả nhà. Em bán một hướng trên 2 triệu, trên 2 triệu hết. Và nguyên chậu này 3 lá, và cho cả nhà xem. Cây này nó sẽ rất là xiên bông, nó vẫn còn 2 lá. Cái máu của cái bạn hắc da trong cái bạn 158 này rất là mạnh nha, cho nên rất là xiên bông. Và dòng này thân lá lùng nha cả nhà. Cả nhà mà có chốt cái lỡ chốt cái chậu 158 này về thì cả nhà cứ đinh ninh trong đầu rằng em, ừ cái bạn 158 này thân lá nó sẽ lùng chứ nó không cao đâu. Chứ cả nhà về đừng cái, ờ tôi mua cây gì có tí xíu, tội nghiệp cho em lắm cả nhà ơi nha. Thân lá lùng nhưng bạn này có máu hắc da trong người rất là nặng nè, cho nên rất là xiên bông. Hoa mẫu nở tại vườn, lùng lùng vậy thôi. Hoa 16 xăng nha cả nhà, hoa rất là to. Anh chị nào thích clip hoa này inbox Zalo cho em, em gửi cho cả nhà mình cùng tham khảo, xem cái vừa lòng mình hay không, xem cái vừa bụng mình hay không, hãy chốt. 3 lá một măng dính một nhát cắt, hơn 2 triệu, mã 158, chốt nhanh giùm em nha. Đây. Thôi, biết nó không bán. 158 Phạm Thái Trí á cả nhà. Trời ơi, mới bữa video hôm bữa em bán không, em bán mà em bán 2 triệu mấy mà cái chú có người vô trả em có triệu mấy, cho nên là em không có bán. Video này nè cả nhà. Trời ơi, bữa trước video nó mới nhú mà video này mầm nó dày thòn quá nhanh luôn. Thôi em bán cây này đâu, em treo lại. Thì đó em treo lại. Đó. Quá nhanh luôn cả nhà. Cây này lực ghê ta. Nè cả nhà, anh chị nào mà thấy video trước á, nó mới chỉ bật cái hũ gạo thôi, mà video này cái mầm 2 xăng. Cái này là 158 Phạm Thái Trí nha, màu cam đẹp, cái lưỡi bè to ơi là to luôn và rất là đẹp. Như em hay nói với cả nhà, cây 158 là mà cả nhà cứ thấy cánh chồng, lưỡi to, chơi nhanh cho em nha. Tại vì những cái đó là không có hàng đâu cả nhà. Và cái mã này thì cả nhà có thể tham khảo là 158 Phạm Thái Trí, màu cam, rất là đẹp luôn. Mình có thể lên Facebook rồi mình sờ các cả nhà. Em có một lá Tân Thị Chớp. Cả nhà thấy không? Tân Thị Chớp này thì em có hướng một lá dính một nhát cắt kèm một măng nha cả nhà. Một lá dính một nhát cắt kèm một măng. Cả nhà có chốt thì cả nhà chốt nhanh giùm em nha. Tân Thị Chớp này cả nhà biết trên thị trường người ta bán rất là cao. Hàng này nhà hàng nhà em ít giống được,
thì dĩ nhiên cái giá nó sẽ cũng mềm hơn so với người ta. Tân Thị Chất này là nhà em nhân giống ra nha cả nhà, chứ không phải là em đi nhập đâu. Cho nên mình cứ yên tâm. Và đặc biệt hơn nữa, cái lá Tân Thị Chất này rất là lực măng nè cả nhà. Cái này em bán hơn 3 triệu một lá này nha. Hơn 3 triệu một lá này. Đó. Cái này là Tân Thị Chất giá nó cao. Anh chị mình chơi thì anh chị mình có thể lên Facebook search hoặc là lên Google search á, người ta bán giá công khai nhiều lắm cả nhà. 4 triệu, 5 triệu một lá tùy. 4 tới 5 triệu một lá tùy. Thì cái này là không phải là tại vì em hét giá đâu, không phải là tại vì giá cao đâu. À, không phải là tại vì em hét giá đâu cả nhà, nhưng mà cây này giá nó cao. Có những anh chị hay nói em là hát tùng chớp giá cao, nhưng mà còn cây chớp, nhiều cây chớp nó sẽ cao hơn đó anh chị mình. Anh chị mình cứ lấn sân vô cái giới showbiz cách ly da đi, anh chị mình tìm hiểu thì anh chị mình sẽ biết thôi. Thì ở đây em chỉ dạng như là em kể để cho cả nhà hiểu cái nỗi lòng của em thôi. Có những cây lan giá nó rất là cao, chứ không phải là do nhà vườn hét cao đâu cả nhà nha. À, trong các dòng chớp không phải là cái cây hát tùng chớp sẽ là cái cây mắc nhất đâu, còn những cây chớp đó nha cả nhà. Hôm bữa em có cái cây 5572 chớp á, nhiêu ta, 4 triệu rưỡi một lá, 5 triệu một lá cũng y vậy luôn á, nhưng mà em bán rồi cả nhà. Còn cái cây này là cây Tân Thị Chớp, anh chị mình thích siêu tầm thì chốt nhanh giùm em, hơn 3 triệu. Còn nếu mà cả nhà muốn biết giá cụ thể bao nhiêu cả nhà có thể inbox em báo giá nha. Cái lá này hơn 3 triệu nha cả nhà ơi. Rồi em sẽ làm, hồi nãy em có chuẩn bị một hướng 3 năm Obama nữa, nhưng mà em quên là cái này em chừa cho khách. Có anh khách kia anh dặn rồi. Đẹp quá. Lực. Rồi video em sẽ làm tới đây nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà của em nha. Chúc cả nhà sẽ sở hữu được mặt bông đẹp. Và đặc biệt mặt bông VIP thì em chỉ xuất một lần thôi cả nhà, nó không có lần hai. Cho nên anh chị mình nếu mà cảm thấy vừa túi tiền, hoặc là anh chị nhắn mình, anh chị mình mua được, thì anh chị mình nhanh tay alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989214119. Em sẽ báo giá cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thuận mua vừa bán, hợp ý mình thì mình mua, không hợp thì thôi, không sao cả cả nhà nha. Rồi bye bye cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.